Sáng ngày 17 tháng 8 năm 2022, nhằm ngày 20 tháng 7 năm Nhâm Dần, chùa Bửu Sơn tại huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang cùng Phật tử đạo tràng Trang Nghiêm tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu, dân cúng pháp y Ca Sa, Phật lịch 2566, dương lịch 2022. Quan Lâm chứng minh có Thượng tọa Danh Nân, Ủy viên Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện An Biên. Đại đức Thích Tuệ Nhật, trụ trì chùa Bảo Tạng. Ni sư Thích Nữ Phương Liên, Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Ni sư Thích Nữ Thoại Liên, Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, trụ trì chùa Bửu Sơn, An Biên, Trưởng ban tổ chức. Ni sư Thích Nữ Chân Liên, trụ trì chùa Phước Hải, cùng chư tôn đức tăng ni, quý Phật tử gần xa đến tham dự. Trước đó, đạo tràng chùa Bửu Sơn đã vân tập về chánh điện trì tụng kinh Vu Lan báo hiếu dưới sự hướng dẫn của sư cô Thích Nữ Tố Liên, hồi hướng công đức cho cha mẹ hiện tiền, đồng thời thắp sáng truyền thống hiếu đạo cho con cháu. Mở đầu buổi lễ, các bạn Phật tử chùa Bửu Sơn kính dâng những đóa hoa tươi thắm thể hiện tâm thành kính, mừng khánh tuế chư tôn đức thêm tuổi đạo. Tại buổi lễ, chư tăng Phật tử tham dự đã lắng động tâm tư xúc động, tưởng nhớ công lao sinh thành dưỡng dục của cha mẹ qua bài cảm niệm Vu Lan của Phật tử Mỹ Hiếu và nghi thức hoa hồng cài áo. Những bông hồng đỏ cho những ai còn mẹ cha và bông hồng trắng cho những ai không còn mẹ cha trên đời. Đây là khoảnh khắc thiêng liêng mà tất cả những người con Phật đều ước mong khi ngày báo hiếu trở về. Đó là giây phút được cài lên ngực biểu tượng Vu Lan cao quý, để ý thức mình cần phải nỗ lực hơn nữa để xứng đáng là người con Phật, thực hành viên tròn chữ hiếu, hiếu đạo, hiếu tâm và hiếu hạnh. Tiếp đến, Phật tử Thiện Công, đại diện đạo tràng dâng tác bạch và cúng dường y Ca Sa đến chư tôn đức tăng sau 3 tháng an cư kiết hạ. Ban đạo từ tại buổi lễ, Thượng tọa Danh Nân đã nhắc lại ý nghĩa Vu Lan báo hiếu cũng như hạnh hiếu của Ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên. Thượng tọa nhắc nhở rằng, người con, nhất là người Phật tử phải có bổn phận chăm sóc phụng dưỡng của mình đối với ông bà cha mẹ, làm nhiều công đức thiện lành để hồi hướng công đức đó đến cha mẹ hiện tiền cũng như đã quá vãng. Nguyện Hồng Ân Tam Bảo hộ trì cho gia đình Phật tử luôn được bình an kiết tường. Kính chúc toàn thể đại chúng có một mùa Vu Lan trọn niềm hiếu hạnh. Sau cùng, Phật tử Thiện Nam Tín Nữ đã nhiễu y quanh chánh điện và buổi lễ khép lại trong sự ấm áp của tinh thần hiếu đạo của những người Phật tử hướng về mùa Vu Lan báo hiếu.